quý vị, thời gian qua, kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố đã được cơ quan đơn vị địa phương quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị, được người dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Qua đó đã xây dựng nhiều mô hình, điển hình hay, có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn. Phong trào dân vận khéo đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc thực thi công vụ, phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia đóng góp trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Và kết quả triển khai thực hiện cái kế hoạch dân vận khéo trong thời gian vừa qua thì cũng đã xuất hiện nhiều cái mô hình điển hình, tiêu biểu là các cái mô hình như là vận động người dân chuyển đổi cây trồng trên đất bỏ hoang, hoặc là vận động người dân không đốt vàng mã trong các khu dân cư, hoặc là vận động người dân tham gia hiến máu nhân đạo, hoặc là cái mô hình nghĩa tình Thuận Phước. Và các cái mô hình mà xuất hiện trong cái thời gian mà phòng chống dịch bệnh COVID vừa qua. Trong đó, với chương trình Nghĩa tình Thuận Phước của Đảng bộ phường Thuận Phước, quận Hải Châu, tính từ năm 2010 đến nay, mô hình này đã vận động được gần 3 tỷ đồng, hỗ trợ cho 1.500 lượt hộ nghèo, góp phần cho công tác giảm nghèo trên địa bàn phường. Đặc biệt trong thời điểm COVID-19, hơn 80 triệu đồng ủng hộ quỹ vaccine do Trung ương phát động đã được các tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên trên toàn địa bàn phường tham gia ủng hộ. Hơn 230 triệu đồng được tiếp tục đưa vào quỹ vì người nghèo của phường để chung tay chăm lo cho người nghèo. Hơn 83 triệu đồng được phát động trong chương trình địa chỉ nhân đạo cho 17 trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ kịp thời. Được phương hỗ trợ trong xe để làm kệ sinh nhai, được chiếc phương tiện mình đi là vui lắm rồi, với hơn nữa được thu nhập mình có cần mượn hay là sao có cái xe mình đi để trang trải cuộc sống hàng ngày. Rất cảm ơn những nhà hậu tâm bệnh phương đã quan tâm bệnh nhà gia đình mình. Với cái mô hình nghĩa tình Thuận Phước thì hàng năm chúng tôi triển khai thực hiện là công khai rõ ràng và tổ chức các hoạt động cụ thể, nên là thu hút được người dân tham gia ủng hộ rất là nhiệt tình. Thể hiện hàng năm là chúng tôi là đều vượt cái chỉ tiêu mà phấn đấu chúng tôi đề ra. Bên cạnh những mặt tích cực, Ban dân vận thành ủy cho biết việc xây dựng một số mô hình, điển hình trong kế hoạch phong trào thi đua dân vận khéo vẫn còn một số hạn chế là tính bền vững, sự lan tỏa chưa cao, một số cơ quan đơn vị địa phương chưa quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch cũng như đầu tư xây dựng mô hình. Trong thời gian đến thì về phía thành phố thì cũng sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả cái kế hoạch thi đua phong trào dân vận khéo và duy trì nhân rộng các cái mô hình đã có, đồng thời là tiếp tục xây dựng các cái mô hình mới. Và hiện nay thì Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã giao cho Ban dân vận tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy ban hành cái đề án là một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện cái phong trào dân vận khéo.